rất là giòn, động đã gãy rất nguy hiểm. Này, một chùm chùm kia mới rực rỡ kia xa này. Wow, người trèo lên lấy tiện cây được các bạn. Sâu với chuột là ăn mất nhiều quá, những kiểu nhiều chùm không lấy được cả chùm các bạn, nó rụng hết. Đây là toàn bộ là chùm. Ai chà, tự nhiên thấy một chùm roi to quá. Miền Nam gọi là cây mận, miền Bắc gọi là cây roi. Đây, rất to. Xung quanh có nhiều quả nữa, để trèo lên để lấy nó nhá. Nhìn ngon quá, sợ có ong này. Ong nó đốt rồi thì không chạy kịp. Trèo lên người đã. Bên này còn mấy chùm nữa. Nhiều đấy. Đây, đây, đây. Đỏ chót. Đấy, khá cao đấy. Lấy cái rổ các bác, chứ không có một mình lên, không có tay cầm. Ui, trèo được lên lưng lửng đi được các bác. Đây, trèo lên lưng lửng à. Ngay ở đây có một cái, hai cái chùm bỏ à. Tìm cách lấy, muốn lấy nguyên vẹn. Ai chà, đấy nó rụng, nó rụng. Vừa dụng lộp hộp có đây, chờ chút tôi lấy cái ngoặc kêu anh. Lấy một cái cây nó có cái ngoặc đưa nó vào. Tiếc quá, lúc bật không có tay để mà quay, đáng lẽ là phải làm cái action cam đeo ở đầu các bạn. Này, cái roi này nó rất là giòn, động đã nó gãy rất nguy hiểm. Này, một chùm chùm kia mới rực rỡ kia xa này. Này, thả xuống ấy. Chứ để rổ nó rụng mất tiếc lắm. Để cả chùm một này, để chùm mới đẹp chứ vật rời không thích. À kìa, chim nó ăn hết rồi. Cứ chín là chim nó ăn. Cái quả chim mới rơi nó ăn là ngọt. Đấy. Giờ cái không có cái tay để cầm mà quay thì nhìn lại không vật được. Đấy. Chắc ngọt đấy. Cứ có chim ăn là ngọt. Đấy, cây này nó giòn đấy. Cây này thì bé. Bé nhưng mà ngọt. Đây. Kiểu như là Tôn Ngộ Không lấy đầu tiên ấy. Đây. Đây. Quả này là quả non. Đang. Ai chà. Cái nào là lấy đây. Rồi, xin phép vào. Tắt máy để vặt cho nhá, không có thì ngã, cái này nó giòn lắm. Càng to mà vẻ nhẹ cái là nó đã gãy. Để cái chùm nó đẹp. Vặt cái chùm này chứ. Chùm này thì có thể quay được. Không có chỗ mà đứng. Nhiều bác chơi cái bonsai cây này. Bonsai này. Chết rồi, không có tay để là bật. Đẹp chưa? Vứt hết rồi. Đúng rồi. Đấy, chùm có những đẹp đẹp lại dụng hết, tiếc quá. Nó hơi non, chưa chín kỹ lắm, chuột ăn hết rồi. Là nhận, ra bắt cầm. Chim nó ăn rồi.
những quả chim ăn đúng không? Ngon ăn lại của chim. Ui nóng quá. Đấy, vừa mới ở trên kia mà. Phê không? Ý, con này ngon. Ngọt quá. Nói sao nó bòn ngược lại. Hơi để lạnh ăn ngon lắm. Hoàn hảo. Ngọt quá. Ây da, lạnh quá nhỉ. Đó. Này mà thắp hương thì ngon lắm. Đấy, nó giòn lắm. Lúc nãy nó giòn vậy. Đấy. Nó giòn. Cái lá nó thơm lắm. Đấy. Bớt cho nó lộ quả. Toàn chùm đấy. Đấy là tiếc là nó rụng mất mấy chùm. Cứ chín quá nó rụng. Còn mấy cái này nó. Đây. Quả này mới ngon này. Quả bị sâu hoặc là bị ấy rơi nó ăn hoặc chuột ăn mới ngon. Chim ăn nó rất là tinh. Bố nó mang đi mà. Wow. Người trèo lên lấy tiện cây được các. Sâu với chuột nó ăn mất nhiều quá. Những cái nhiều chùm không lấy được cả chùm các bạn. Nó rụng hết. Đây là toàn bộ là chùm. Đấy, nó rụng. Wow. Phê quá. Ây da.